Kết quả vòng tứ kết FA Cup. Thắng Espanyol, Real Madrid độc chiếm ngôi đầu La Liga. Nhận định trước vòng 7 V-League 2020. PVF vô địch U19 quốc gia. Là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay 29 tháng 6. Chào mừng quý vị. Như quý vị đã biết, dịch bệnh COVID-19 khiến gần như tất cả các giải đấu cúp ở châu Âu phải ngưng lại. Chắc hẳn quý vị cũng giống như tôi, rất thèm khát không khí của những màn knockout khốc liệt trên sân cỏ. Và FA Cup của nước Anh sẽ phần nào giải tỏa được cơn khát đó. Đêm qua và rạng sáng nay, chúng ta đã biết được 3 cái tên còn lại có mặt tại vòng bán kết cùng với Manchester United. Arsenal được thần may mắn song hành trong trận đấu với Sheffield United tại tứ kết FA Cup tối qua. Thủ thành Martinez có tổng cộng 3 lần phải vào lưới nhặt bóng, nhưng có tới 2 bàn thắng của Sheffield không được công nhận. Chưa dừng lại ở đó, trong một tình huống tấn công ở phút thứ 23, Lacazette bị phạm lỗi ngay rìa vòng cấm. Nicolas Pepe đã hoàn thành nhiệm vụ trên chấm 11m giúp Arsenal mở tỷ số. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên trưởng Arteta nhận thêm một tổn thất về lực lượng khi David Luiz phải sớm rời sân do chấn thương. Thiếu vắng trung vệ người Brazil, đội khách phải nhận bàn thua ở phút thứ 88 sau khi Mark Goldrick bên phía Sheffield tận dụng tốt tình huống phá bóng lỗi của hậu vệ Arsenal. Nhưng thần may mắn thêm một lần nữa đồng hành cùng các pháo thủ khi cầu thủ vào sân thay người là Dani Ceballos lập công ở phút thứ 90, ấn định tỷ số 2-1. Arsenal tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất và chạm trán với Man City. Đội bóng đã đánh bại Newcastle 2-0 vào đêm qua nhờ các pha làm bàn của Kevin De Bruyne và Sterling. Trận bán kết còn lại cũng sẽ không kém phần hấp dẫn khi Manchester United sẽ đối đầu với Chelsea. Một ngày sau chiến thắng vất vả của Quỷ Đỏ trước Norwich, The Blues cũng chỉ có thể vượt qua Leicester City với tỷ số tối thiểu nhờ bàn thắng duy nhất của Ross Barkley. Đêm qua cũng diễn ra một trận đấu duy nhất ở vòng 32 ngoại hạng Anh. Danny Ings lập cú đúp góp công vào thắng lợi 3-1 của Southampton ngay trên sân của Watford. Các trận knockout dù rất hấp dẫn, nhưng chúng cũng chỉ đóng vai trò như một thứ gia vị. Món chính của chúng ta vẫn là những màn đua tranh khốc liệt ở các giải vô địch quốc gia. Sau khi Bundesliga và Premier League xác định được chủ nhân của ngai vàng, thì giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai giải đấu đang đến giai đoạn cao trào, đó là La Liga và Serie A. Bên cạnh đó, Bundesliga 2 của Đức cũng đã trao tấm vé tham dự trận playoff thăng hạng cho chủ nhân của nó. Inter Milan sớm nhận gáo nước lạnh trong chuyến làm khách tới sân của Parma khi Gervinho mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 15, thay cho Antonio Conte áp đảo hoàn toàn trong phần còn lại của trận đấu. Nhưng trong một ngày quá vô duyên của những ngôi sao trên hàng công như Lukaku, Lautaro Martinez hay Christian Eriksen, đội khách phải trông cậy vào sự tỏa sáng của những trung vệ Stefan De Vrij và Bastoni lần lượt lập công ở các phút 84 và 87, giúp Inter Milan giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Không vất vả như nửa xanh đen thành Milan, AC Milan vượt qua AS Roma 2-0 trên sân nhà nhờ các pha làm bàn của Ante Rebic và Çalhanoğlu. Rossoneri thu hẹp khoảng cách với chính Roma ở vị trí thứ 5 xuống còn 6 điểm. Song họ chưa thể chen chân vào top 6 bởi Napoli cũng đánh mạnh Spal với tỷ số 3-1. Còn ở cuộc cạnh tranh ngôi vô địch, Juventus vẫn dẫn đầu với 69 điểm, hơn Lazio và Inter Milan lần lượt 4 và 8 điểm. Tại La Liga, Casemiro ghi bàn thắng duy nhất trước chuyến hành quân tới sân của Espanyol, giúp Real Madrid duy trì thành tích toàn thắng kể từ sau đại dịch Covid-19. Khiên kiến trắng độc chiếm ngôi đầu bảng với 71 điểm, hơn Barcelona 2 điểm. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Villarreal đánh bại Valencia với tỷ số 2-0, qua đó áp sát top 4 khi chỉ còn kém Sevilla đúng 3 điểm. Vào ngày hôm qua, Bundesliga 2 đã chính thức hạ màn và như người anh em Bundesliga, những kịch tính phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới kết thúc. Cuộc đua giành tấm vé đã chậm playoff thăng hạng giữa Hamburg và Heidenheim cuối cùng cũng đã đến hồi kết khi cả hai đều nhận những trận thua ở vòng đấu cuối. Heidenheim thất thủ 0-3 trước đương kim vô địch Armenia, còn Hamburg nhận thất bại đầy tủi hổ một năm trước Sandhausen. Như vậy, Heidenheim sẽ là cái tên đã chậm playoff với Werder Bremen. Ngoài ra, hai cái tên sẽ phải xuống chờ hạng đấu thấp hơn ở mùa giải sau là Wiesbaden và Dresden. Còn với Nürnberg, họ sẽ phải đá chậm playoff để quyết định số phận của mình. Đêm nay, Premier League và La Liga sẽ tiếp tục sôi động với những màn so kè của các đội bóng không có nhiều tên tuổi nhưng lại thừa những mục tiêu. Xin mời quý vị cùng đến với màn tổng hợp trước trận của chúng tôi. Vòng 32 ngoại hạng Anh sẽ tiếp diễn với cặp đấu Crystal Palace Burnley vào lúc 2 giờ rạng sáng mai. Cả hai câu lạc bộ đang đứng lần lượt thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng với cùng 42 điểm, trong khi 40 điểm là mốc trụ hạng an toàn ở phần lớn các mùa giải trước. Tuy nhiên, cả Palace lẫn Burnley vẫn còn mục tiêu ở chặng đường còn lại, bởi cả hai đội chỉ kém vị trí thứ 7, khoảng cách đúng bằng một trận thắng. Đội bóng nào giành chọn 3 điểm vào đêm nay sẽ áp sát nhóm dự cúp châu Âu mùa sau. Xét về phong độ, Crystal Palace có phần nhỉnh hơn khi thắng 4 vòng liên tiếp trước khi thua tân vương Liverpool tại Anfield, còn Burnley hòa 2, thua 1 ở 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà cũng vượt trội về thành tích đối đầu trực tiếp khi giành chiến thắng ở cả 4 lần chạm trán gần nhất.
Tuy nhiên, Palace chưa chắc đã có được sự phục vụ của hai trụ cột trên hàng công là Wilfred Zaha và Christian Benteke. Burnley cũng không khá hơn là bao khi hai tiền đạo Jay Rodriguez và Chris Wood vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Còn tại La Liga, hai đội bóng đang sở hữu phong độ tệ hại là Getafe và Real Sociedad sẽ chạm trán nhau vào lúc 3 giờ rạng sáng mai trong trận cầu muộn nhất của vòng 32. Kể từ khi La Liga trở lại, Getafe thua 1 rồi hòa 3 trận liền, còn Sociedad có kết quả bết bát hơn với thành tích 1 hòa, 3 thua, cả hai lần lượt xếp thứ 6 và 7 trên bảng xếp hạng, nhưng dần dần bị Atletico Madrid, Sevilla và Villarreal bỏ xa trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa sau. Chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc với Getafe và Real Sociedad nếu muốn nuôi hy vọng chen chân vào top 4. Quảng Nam tiếp đón Viettel là một trong hai trận đấu sớm nhất mở màn cho vòng 7 V-League 2020. Với đội chủ nhà, 3 trận thua liên tiếp trước SHB Đà Nẵng, Beckenbach Bình Dương và Than Quảng Ninh khiến thầy trò Vũ Hồng Việt rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Tình cảnh của đội khách cũng không khá hơn là bao, dù bất bại trong 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải. Nhưng khi nhạc trưởng Khắc Ngọc bị bắt bài, Viettel đã để thua ở cả 2 trận gần nhất trước Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Sở hữu trong tay rất nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng dường như huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra bộ khung ưng ý nhất cho đội bóng ạ. Thưa quý vị, bóng đá châu Âu hấp dẫn thật, nhưng nói về sôi động thì ở thời điểm này, V-League mới đáng được nhắc đến. Chiều nay, Lạch Tray hứa hẹn sẽ vô cùng nóng khi Hải Phòng tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai, một câu lạc bộ dù có thi đấu ở đâu thì các fan hâm mộ đông đảo của họ cũng sẽ tạo ra một bầu không khí như ở nhà. Quảng Nam tiếp đón Viettel là một trong hai trận đấu sớm nhất mở màn cho vòng 7 V-League 2020. Với đội chủ nhà, 3 trận thua liên tiếp trước SHB Đà Nẵng, Beckenbach Bình Dương và Than Quảng Ninh khiến thầy trò Vũ Hồng Việt rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Tình cảnh của đội khách cũng không khá hơn là bao, dù bất bại trong 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải. Nhưng khi nhạc trưởng Khắc Ngọc bị bắt bài, Viettel đã để thua ở cả 2 trận gần nhất trước Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Sở hữu trong tay rất nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng dường như huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra bộ khung ưng ý nhất cho đội bóng áo lính. Nhưng ít nhất, Viettel vẫn có đầy đủ binh hùng tướng mạnh cho trận đấu chiều nay. Còn Quảng Nam mất đi bộ đôi trụ cột ở hàng tiền vệ là Jose Pinto và Nguyễn Hồng Sơn đều vì lý do thẻ phạt. Ngoài ra, trung vệ Lucas Rocha phải nghỉ thi đấu đến hết giải do đứt dây chằng đầu gối. Diễn ra cùng giờ với trận Quảng Nam, Viettel là cặp đấu Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai. Còn ở trận đấu muộn nhất vào tối nay, đội đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng. Hai chiến thắng trước Viettel và Sông Lam Nghệ An như một lời khẳng định đanh thép của đội chủ sân Thống Nhất cho tham vọng lên ngôi vương tại V-League 2020. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng cũng không phải đối thủ dễ chơi bởi họ cũng đã giành 7 điểm ở 3 vòng gần nhất. Vòng 5 giải hạng nhất quốc gia cũng sẽ diễn ra hai cặp đấu vào lúc 17 giờ chiều nay. Bà Rịa Vũng Tàu hành quân đến sân của Long An, còn Huế chắc chắn sở số kiến thiết Cần Thơ. Quý vị thân mến, tài năng trẻ là tương lai của mọi nền bóng đá. Do đó chúng ta sẽ không vì thỏa mãn chuyên môn mà bỏ qua những giải đấu có tính chất quan trọng nhưng ít được chú ý hơn như giải U19 quốc gia chẳng hạn. Nào ngay bây giờ hãy cùng xem các chàng trai trẻ của bóng đá Việt Nam đã thể hiện ra sao ở loạt trận mới nhất. Trận chung kết U19 quốc gia 2020 đã khép lại với chức vô địch đầy thuyết phục của U19 BVF trước U19 Hoàng Anh Gia Lai 1. U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 bước vào trận chung kết với việc thiếu vắng đi hai trụ cột là tiền vệ trung tâm Đặng Văn Đan và trung vệ đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi. Có lẽ vì thế mà những học trò của huấn luyện viên Guillaume Gracien đã không thể có được thế trận tốt trước một U19 BVF chơi rất kỷ luật và khoa học. Chung cuộc, U19 BVF lên ngôi vô địch với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U19 Hoàng Gia Lai 1. Còn ở giải U19 vô địch quốc gia dành cho những cô gái, vòng đấu cuối cùng cũng đã kết thúc với chức vô địch thuộc về U19 Hà Nội dù chỉ có một trận hòa. Vị trí Á quân thuộc về U19 nữ than khoáng sản Việt Nam với 22 điểm và vị trí thứ 3 là của U19 Phong Phú Hà Nam với 14 điểm. Tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020, vào tối qua đã diễn ra cuộc thu hùng giữa hai tượng đài của Futsal Việt Nam, Savinesana Khánh Hòa và Thái Sơn Nam. Một trận đấu vô cùng hấp dẫn và rất nhiều bàn thắng. Cuộc rượt đuổi tỷ số cuối cùng khép lại với chiến thắng 5-3 dành cho Thái Sơn Nam. Trước đó, Đà Nẵng và Cadian trên Sài Gòn đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Thưa quý vị, bóng đá là nơi tôn vinh nhà vô địch, nhưng bóng đá cũng có vô vàn thử thách để kiểm chứng bản lĩnh của một nhà vô địch. Với Hà Nội FC, họ đang ở vế thứ hai. Sau khởi đầu khó khăn ở giai đoạn đầu V-League năm nay, mọi thứ hứa hẹn sẽ còn gian nan hơn nữa với nhà đương kim vô địch V-League khi những đôi chân không còn khỏe mạnh và sung mãn. Xin mời quý vị cùng đến với phần tin vắn trong nước của chúng tôi. Hà Nội FC có 11 cầu thủ chấn thương hoặc gặp vấn đề về thể lực trước trận gặp Sài Gòn FC ở vòng 7 LS League 2020. Thành Trung, Đức Huy và Quang Hải là những gương mặt mới nhất gia nhập nhóm tập riêng của Hà Nội trong buổi tập chiều 27 tháng 6. Và trước đó là Moses Oloya và Papeo Mafaye. Đinh Trọng và Duy Mạnh vẫn phải nghỉ dài hạn, Đinh Tiến Thành thì vẫn chưa thể ra sân.
vào lúc 12:49 theo giờ Hà Lan, trang chủ của SC Heerenveen vừa nói lời chia tay và gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của 8 cầu thủ và trong đó không có tên của Đoàn Văn Hậu. Theo dự kiến thì hôm qua 28 tháng 6, Heerenveen đã hẹn chốt tương lai của Văn Hậu với câu lạc bộ Hà Nội. Trước đó trên trang cá nhân của mình, hậu vệ người Thái Bình đăng tải thông điệp mong muốn sự thấu hiểu và thể hiện quyết tâm tại Hà Lan. Trong ngày Philip Nguyễn dự bị, Slovan Liberec đã có chiến thắng quan trọng trước Banik Ostrava với tỷ số 2-1 để giành lợi thế tranh vé dự Europa League. Slovan Liberec tạm thời leo lên vị trí thứ tư, vị trí dự vòng loại Europa League với 51 điểm. Hai trận đấu trước đó, Philip Nguyễn bắt chính, Liberec thất thủ 1-4 trước Sparta Praha và hòa 1-1 trước Jan Blonek. Trả lời trên tờ Emirates Today, huấn luyện viên Jorge Luis Pinto xác nhận tiếp quản đội tuyển quốc gia UAE và đặt mục tiêu giúp đội tuyển nước này đoạt vé dự World Cup 2022. Tại bảng G, UAE đang có 6 điểm và xếp thứ 4, kém đội tuyển Việt Nam 5 điểm. Huấn luyện viên Pinto sẽ có trận ra mắt đội tuyển UAE trong cuộc tiếp đón Malaysia vào ngày 8 tháng 10 trước khi chạm trán với Việt Nam, dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 11. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã chú ý và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Next Media sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông tại 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Hình thức miễn phí và trả tiền trên tất cả các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, internet, IPTV, di động, phát hành, trình chiếu công cộng. 26 trận đấu hấp dẫn đón xem trên các hạ tầng và nền tảng phát sóng.